Hôm nay thì chúng mình sẽ đến với live stream N3 đúng không ạ, để chữa một số cái dạng bài ngữ pháp cũng như là phần đọc hiểu của N3 các bạn nhé. Sau đó mình cũng muốn giới thiệu xem là chúng ta sắp tới ngày mai nhé, ngày mai hôm nay là live stream để tiền đề để dẫn dắt các bạn đến, đó là học rồi đúng không, kiến thức cũng có rồi, kỹ năng cũng trang bị đủ rồi đúng không, thì ngày mai chúng mình sẽ bước tiếp vào kỳ thi thử lần thứ hai của COSE trên hệ thống trên nền tảng coseonline.vn đúng không ạ? Các cấp độ thi từ N5 cho đến N2 cho đến N2. Các bạn đã tham gia vào cái nhóm thì chúng ta có thể mà có đăng ký cái tài khoản ở trên coseonline.vn để ngày mai sẵn sàng thi thử chưa ạ? Chuẩn bị tâm hồn, chuẩn bị một tâm hồn đẹp nha, là mai sẵn sàng thi thử căn giờ thi như thi thật luôn đúng không ạ, để xem là cái khả năng của mình đang ở đâu, mình đang yếu phần nào. N2 lịch nhung qua vào với like của gì nữa đúng không, lịch 24/6 đó em ơi. Mai nhá, và mai cô qua lại like tiếp cho các bạn đúng không ạ. Đồng hành đến cùng của các bạn cho đến kỳ thi GPT tháng 7 tới và tiếp tục các chặng đường tiếp theo nữa hướng tới ấy. Rồi hết N3 này đúng không, rồi các bạn lên tiếp N2 tháng 12 này, rồi N1 này, rất nhiều các mục tiêu của GPT đúng không, mục tiêu tiếng Nhật và rất nhiều những khía cạnh khác nữa. Rồi ok, chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhá. Nào câu đầu tiên xem nào, mọi người nhìn thấy màn hình của Gen Z chưa ạ? Đó, xem N3 xem nào. Đấy, cả những anh em N2 đây này đúng không? Thực ra cái ngữ pháp cả N2, N3 thì cái việc phân định nó chỉ mang chất tương đối thôi. Đúng không? Thậm chí các bạn có công nhận với CNC là có những cái ngữ pháp của N4 nó cũng sẽ xuất hiện trong vấn đề N3, N2 không ạ? Rồi, ok mọi người comment giúp CNC số thứ tự này và đi kèm với cả đáp án nữa để chúng mình xem là các bạn chọn đáp án số mấy nha. Câu số 1 mọi người gì đây? Vitamin C o nani nani niyotte kaze o yobo dekiru. Nghe chưa? Ờ thì mình biết cái cụm từ đó là vitamin C tô đựng các bạn nhé, đúng không? Chúng ta đi với cụm từ tô đựng ấy để có bổ sung vitamin C, nó chứ phải lấy nhá, tô đựng thì mình sẽ là lấy đúng không? Nhưng chúng ta phải dịch nó linh hoạt cho câu nó hay một chút đúng không? Bổ sung lượng cái vitamin đúng không? Rồi khoáng chất chẳng hạn thì sẽ làm sao? Yobo đúng không? Phòng ngừa để phòng được cái gì đây? Bệnh cảm cúm. Vậy câu 1 sẽ là gì đây các bạn ơi? Chọn 1 à? Đúng không? Các bạn chọn một đấy chẳng hạn này, đúng không? Hương Nhi chọn một rất nhanh thì đúng có cụm từ tô đựng rồi. Nhưng đây là lý do tệ, đúng không? Nhờ vào cái việc này, bằng cái việc này, các bạn công nhận không? Mẫu câu lý do tệ nhờ vào phương pháp thủ đoạn này, cái thứ chẳng hạn cách thức này, đúng không? Thì cái việc đó thì chúng ta phải danh từ hóa nó lên chứ. Ôi sao nhiều bạn chọn một thế này? Trưởng sang cái này đúng không? Thì đúng cái cụm từ của nó là vitamin C tô đựng đúng không? Như kiểu giả sư miếu tô đựng xin nghỉ phép các thứ chẳng hạn đúng không? Nhưng mà lý do tê đằng trước phải là danh từ, mà nó là động từ rồi thì mình danh từ hóa nó lên bằng cụm từ đó là tô đựng cô tô lý do tê, bằng cái việc, bằng cái việc bổ sung vitamin C mình có thể đề phòng, ngăn ngừa, phòng chống được cái bệnh covid thì chẳng hạn ấy đúng không, cho kaze, cho cảm cúm nhá, đúng không ạ? Nên đáp án chính xác đấy, quý rằng với nhà sàng đi sau một bước thôi là đã chọn đúng được rồi đúng không? Câu số 2 thì sao? Nào, tiếp theo câu số 2 này. Teppanyaki nani nani teppan no ue de iroro na mono o yaite taberu ryori no mono desu. Đúng không? Đấy, nghe câu rất hay như này. Vậy các bạn chọn gì đây? Bạn ơi nhìn thấy câu số 2 trên sân nha. Comment số tự đáp án nữa để mình xem biết các bạn chọn cái nào. Nào, câu số 2 gì đây? Câu số 2 chưa nhìn thấy đáp án của các bạn nha. Đằng sau có cái rượu tối yêu koto desu, no koto desu là những cái món ăn mà mình sẽ làm sao đây? Yaite là nướng, nướng ở đâu? Những cái rất nhiều những đồ ăn ấy đúng không? Đó ở trên một cái vỉ sắt đi chẳng hạn nhá, đúng không? Và sau đó chế biến và sẽ ăn. Vậy chọn cái gì đây? Teppanyaki có chữ thiết này, chữ bản này, thiết là sắt ấy đúng không? Bản là cái bề mặt như này này. Yaki là nướng rồi đúng không? Đó, vậy câu số 2 anh em chọn đi nào, không phải chờ người ta chọn mới chọn đâu nhá. Mẫu câu dùng để định nghĩa đúng không? Đó, mẫu câu dùng định nghĩa cái món này là cái món này này, đúng không? Đó, chính xác cái việc này là như thế này này, đúng không? Thì đáp án sẽ là gì? Ơ kìa, Phúc Sàng, Trường Sàng comment đi nào. Cái gì đây ạ? À? Đúng không? Mẫu câu dùng định nghĩa chúng ta dùng tổ á, đúng không? Còn N2 nhất thì mình sẽ dùng tổ á. Còn cái của N3 thì mình sẽ dùng đó là tối yêu nổ á. Tối yêu nổ á. Nhìn này chưa? Cứ tối yêu nó gì nó rất là lẫn lộn như này đúng không? Đó, mình nghe nó sẽ rất là dễ nhầm. Thế nên phải nói nhiều mới quen được. Đó, tối yêu nổ á. Nhớ, chứ không phải tối yêu quá. Nghe nó cũng quen quen này. Tê cô tô hay là tê yêu cô tô? Không phải nhá, đáp án sẽ là số 3. Chính xác. Ok, đúng không? Có bác quý sang chặn 3. Tiếp đi nào, em mình có nhìn thấy comment của các bạn ta. Rồi ok, chốt là số 3 nhá. Rồi, chắc ghi câu số 3 nào. Televi no news ga dandan nani nani natte kimashita. Đó. Mẫu ngữ pháp của N4. Đúng không? Bài 36 giáo trình Mina no Nihongo câu 3 các bạn chọn gì đây ạ?
câu 3 nào mọi người ơi. Câu 3 đây, bạn trưởng đang chọn số 1 này. Các bạn khác nữa nào, comment cho trên xe đi nha. Câu 3 đáp án 1. Ồ, trưởng điều quan trọng nói hai lần đúng không? Mới được ba hai lần thôi, còn một lần nữa. Rồi, ok, đấy mẫu phẩm N4 đúng không? Ôi, cuối cùng thì dần dần tôi đã dần hiểu được những nội dung người ta nói trên TV. Mới sang Nhật chả hiểu gì đúng không? Thì bây giờ sang Nhật một thời gian rồi, cũng học tiếng Nhật rồi đúng không? TV No News sử đó, đang đang. Mẫu câu N4 mình đã có thể làm cái gì đó. Mẫu câu nó chính là Yo ni narimashita. Nhìn thấy chưa? Đấy, để ý nhìn một chút nhé. Có Yo ni ở phương án số 1 và phương án số 4 đúng không ạ? Nhưng nó phải là veru yo ni narimashita đúng không? Trước mình chưa làm được mae wa dekinai, imo wa dekiru. Lúc trước mình không làm được, bây giờ thay đổi một khả năng mình đã làm được rồi. Thì đó, động từ wakaru bản thân là khả năng rồi nhá. Chính xác thì đáp án sẽ là số 1. Nhớ chưa ạ? Nhớ. Còn đây là chúng ta wakari nhìn nhầm một cái là sẽ sai đây này, đúng không? Đó bỏ mất sự đi, không phải mà wakaru yo ni natte đúng không ạ? Thì còn cái này, cái mẫu này có một nghĩa nữa là thay đổi. Nó không nhất thiết phải động từ chưa thể khả năng đâu, mà chưa thể thể bình thường thôi, thể từ điển thôi ấy, thì là mang nghĩa thay đổi một thói quen. Đó, ngày trước mình toàn đi xe buýt hoặc là đi xe máy đi học đúng không? Nhưng bây giờ gần rồi đúng không? Và mình muốn rèn luyện sức khỏe chẳng hạn thì nó sẽ là aruku yoni narimashita đúng không? Bây giờ tôi không đi xe mà tôi chuyển sang đi bộ. Chứ phải bây giờ tôi mới biết đi bộ thành đứa trẻ 2 3 tuổi mất đúng không? À nó biết đi rồi này. Không ạ, à, mình cũng biết đi rồi thế nhưng mà ngày trước mình không đi mấy vì mình đi xe điện, xe buýt đúng không? Còn bây giờ mình sẽ làm sao? Mình sẽ quyết định đi bộ để rèn luyện sức khỏe chẳng hạn nhá. Rồi, chính xác, chúng ta mới câu số 4 nào. Nam to ka shite kono shigoto o kyōjū ni nani nani to omotteru. Lại một mẫu khắc N4 tiếp theo. Nhưng nó là cái phiên bản gì lạ lắm. Đúng không? Các bạn có tin là mẫu văn này của N4 không ạ? Đó, mình sẽ chỉ cho bạn như câu 3 chẳng hạn, nó nằm trong bài 36 chẳng hạn này. Đấy, mình đã có thể làm được cái gì đó. Còn câu này thì sao? Từ vựng biết hết đúng không? Ngữ pháp thì nhìn cũng biết rồi đấy. Nhưng mà có khi rất là phân vân không biết chọn cái nào, đúng không ạ? Đấy, cái đại ca trường sang này, rồi thì phúc sang này thử thế nào. Đấy, xem có chọn đúng không nào. Chưa chắc đâu nha. Câu 4 mình đang thấy bạn Tiểu Vũ chọn 2 này. Các bạn khác đâu rồi? Hai, hai là gì? Owaro, nhìn thấy chưa? Đấy, xem nào, có chờ đáp án của Phúc Sàng này, đúng không? Của Trường Sàng này, các bạn khác nữa. Thử xem nào, bàn luận xem nào, đánh nhau xem nào, nó mới ra vấn đề được nhá. Đâu rồi, bốn rất nhiều đáp án 2, và rất tiếc, đáp án 2 ra đảo hết. Câu 4 mà chọn 2 giờ hết, bởi vì owarimasu thì bản thân nó là cái gì đó kết thúc, ví dụ shigoto ga owarimasu, livestream ga owarimasu, là một tự động từ mà, cái này kết thúc rồi. Đúng không? Đấy, cố gắng làm gì hả? Có phải cố gắng đâu. Cái mẫu câu nếu mà ve yo hay thậm chí ve tai chăng nữa nhá, thì nó mang nghĩa là tôi dự định sẽ làm cái gì đó. Đúng không? Đó, mẫu câu bài bao nhiêu nhỉ? Chính xác cái mẫu câu này, mẫu câu bài 31 giáo trình Minano Nihongo. Đúng không? Cái dự định kế hoạch của mình. Veyo to omoimasu. Omotemasu. Omotemasu sẽ dự định lâu dài rồi. À, iko to omotemasu. Công nhận không? Đúng rồi, tôi mới làm cho nó xong, tôi dự định đi, đúng không? Chính xác là tôi dự định ý, đúng không? Cái mẫu câu veyo to omoimasu và veyo đây. Đó, đây cũng là yo này. Nhưng mà lại dùng cái tự động từ nó owarimasu thì nó tự động từ. Nhưng mà shigoto ố mà mình phải làm cho nó xong thì phải là orawase. Nhìn thấy chưa đã? Orawase đây này. Owarase, mình làm cho nó xong, khiến cho nó xong đi. Đúng không ạ? Ô, dù làm như nào tôi nghĩ không sao, làm có dù thì đâu. Không có cái dù nào nha, đúng không? Đấy, làm cái gì đó, tôi muốn làm cái gì đó để tôi dự định là gì đấy, là sẽ cho xong cái công việc đấy trong ngày hôm nay, công việc này trong ngày hôm nay. Thế lại lại còn sang 4 là sai hoàn toàn luôn, phải có dự định chứ. Mình loại ngay số 4 là nay này. Mà ngay cả owanai chăng nữa thì cũng phải shigoto ga owanai, như đây là shigoto ố mà. Nó phải là những tha động từ tác động lên, mà thực ra đấy có mỗi cái tha động từ là số 3 này thôi. Còn owaritai đúng không thì nó là tự động từ chiêng tai không được, owaro không được, owaranai thì càng không. Trời ơi, thấy chưa? Đấy, Phúc rằng chọn số 3. Ok, chấp thuận. Vinh với Tùng vẫn chọn số 4 à? Không, đúng có mẫu câu ve tai to omoimasu. Đúng, hay quá, ve tai ve yo giống nhau. Đúng ạ, à, thế nhưng trong trường này dùng phải dùng một tha động từ làm cho cái công việc này nó hoàn thành trong hôm nay, chứ không phải là kết thúc. Công việc kết thúc xong hết rồi, owarimashita. Shigoto ga owarimashita. Không nhận không? Hôm trước có ai hẹn thứ sáu live mà lại không thấy. Ai, ai, ai? Rồi, ok, tiếp nào. Câu số 5 nha. Yachin wa yasukereba. Lại ngữ pháp N4 này. In desu kedo, anmari eki kara toku demo komarimasu.
hẹn với các sensei live stream đúng không? Hẹn với các cô sensei của cô sẽ live stream mà cứ như hẹn người yêu vậy. Cô Hòa thì cô Hòa thất hẹn thì cô Lan có được không ạ? Chuyển lịch của cô Hoa sang ngày khác nhá. Rồi câu 5 đúng không? Mẫu câu N4 tiếp theo càng ngắn càng xinh đúng không? Đó, tới đây là gì đấy? Càng rẻ thì lại càng tốt, công nhận không đã? Ok, chính xác, nên câu 5 đáp án số 1, không cần phải bàn cãi luôn. Yachin wa yasukereba yasuro in desu kedo, amari eki kara toku demo komarimasu. Đương nhiên là giá tiền thì càng rẻ càng tốt đúng không? Thế nhưng mà nếu mà xa nhà ga một tí thì hơi căng đấy, đúng không? Komarimasu. Rồi, ok, tiếp theo câu số 6 nào. Lại một câu N4 tiếp, đúng không? Đấy nói là N3 thôi nhưng mà xuất hiện rất nhiều mẫu pháp N4, đúng không ạ? Và đấy, nhưng mà rồi nó chỉ đơn thuần thay đổi từ đi một chút là các bạn bị sai nhá. Dễ quá à, câu 6 đáp án số 2 à? Nghe hợp lý nhỉ. Câu 6 đâu rồi? Đó, có một câu mà thấy mà Tùng là chọn 2 này, các bạn khác là chọn 4 này. Senshiu niu ni kita no nano de mada nani mo wakarimasen. Câu này bị thuận miệng nó quen rồi chứ. Game này dễ quá. Đây mình đang livestream N3 mà nhá. Nên những bạn nào N2 thì thử sức xem sao có mang tên hết không nhá. Rồi, chính xác thì không phải là khi đâu mà là gì đây? Lúc vừa mới đến, vì tôi vừa mới đến Nhật mà, với chân ướt chân ráo đến nên chả biết cái gì cả đúng không? Mada nanemo wakarimasen. Rồi, chính xác nhá, vừa mới đến Nhật xong tuần trước luôn ấy nhá. Rồi, chiki, vậy câu này đáp án sẽ là của đây của tay quá, yong bảo. Dạ, chiki là nào bằng nè. Rồi để lát nữa xem đến đọc hiểu có nhường không nhá, và có nhường thật được không nhá. Rồi, ai ha ga itai n dakedo doko ka i haisha san shiranai? Ya, gakusei ka? Gakusei ka de nani nani kana? Kitto oshiete kureru yo. Oshiete kureru yo. Nào, đố câu này nào. Đâu cái nào bạn ơi? Xin giải thích tại sao câu này là 4 mà không phải là một hành động cũng vừa kết thúc. À đấy, nó nhấn mạnh vào cái câu đang phân vân rất tô cố độ với cả gì nhỉ? Tokoro với cả Bakari đúng không? Thì thằng Tokoro ấy nó phải là gì? Nó nhấn mạnh vừa mới kết thúc, nhưng đằng sau là nó để dẫn giải đấy vừa mới kết, nó thêm cái Bakari, thêm cái Kimochi, cái cảm xúc của người nói trong đấy đúng không ạ? Nó tôi vừa mới chân ướt chân ráo, vừa mới đến tuần trước. Thế nên rất phù hợp cho cái đằng sau là chả hiểu cái gì, không biết về nội dung gì cả. Đúng không? Đó, thế nó sẽ là Bakari các bạn nhá. Đó, ok, mình đấy là phải giải thích đủ hết các phương án đúng không ạ? Rồi, câu 7 nào, câu 7 chọn gì đây? Câu 7 mọi người chọn 3, đúng không đã? Đó, ui dồi đau răng quá đúng không? Xem có cái nha sĩ nào đây không tốt tốt giới thiệu với, đúng không? À thế thì hãy hỏi ở cái phòng giáo vụ đi chẳng hạn đấy, các cư xe cả đấy, đúng không? Đó, thì đưa ra lời khuyên cho họ, đúng không? Thì chắc chắn là người ta sẽ chỉ cho mình đấy. Kito oshiete kureru yo. Nhìn thấy chưa? Chính xác, câu này đáp án sẽ là số 3. Vete mita đó, đôi khi nó sẽ là vete mita đó. Bạn bè thân thiết với nhau. Đô, đô desu ka, đô ra đô ka, đúng không? Đều đưa ra lời khuyên nhá. Thế đây là vete moi, xin phép. Cũng là vật veta đấy, đúng không? Nhưng mà lại gì ra chia sang thể sai khiến kikasete thì không dùng các bạn nha. Nhìn thấy chưa? Itte hoshi bằng với vete moraitai, tôi muốn nhận được cái gì đó. Không, mẫu câu này đang đưa ra lời khuyên. Vete mitara, vete mitara đô. Bạn thử hỏi ở đấy xem sao nhá. Câu số 7 là bạn sẽ là số 3, chính xác. Tiếp câu số 8 thì sao nào? Câu số 8 nào. Kono kanji ga wakanai desu ka? Mình đấy, mẫu câu rất dễ rồi đúng không? Nhờ bà dùng cái gì ấy nhỏ? À, cái chữ kanji này em chả biết đọc thế nào đúng không? Chỉ tờ với đúng không? Ờ được thôi, đây này nhá. Đâu thế nào? Đồ đây desu ka? Câu số 8 mọi người ơi. Thì bình thường tôi biết oshiete kudasai. Chứ là chả có đúng không ạ? Thì cái nào được ta? Đó, Vinh Sằng ơi, giúp mình comment cả số thứ tự của câu nữa nhá. Đó, hai bạn đầu tiên Vinh Sằng chọn 1, bạn Quang Ly chọn 2 này. Tùng ơi, chúng mình nhìn đến câu số 8 rồi ạ. À, 2, đấy, 1 và 2. Đó, các bạn ơi, để ý nhá, lại còn 3 nữa. Vâng, rất nhiều phương án. 1, 2, 3, thôi mình lại tặng 4 đi nhá. Đúng không ạ? À, em không biết chữ Hán này, chỉ cho em với, bình thường mình sẽ là oshiete. Lịch sự hơn nữa, oshiete kudasai. Nhìn thấy chưa? Đúng không? Chứ còn đâu nhá, mình là nếu bạn ô trưởng cũng chọn một này. Nếu mà mẫu câu vete mo yoroshi desho ka, nó chính bằng với vete mo i desu ka, thì nó là xin phép. Đúng không ạ? À, em ngồi đây được không ạ? À? Em ăn được không ạ? À? Em nói cái này được không ạ? À? Đúng không? Như đây mình đang không biết chữ kanji thì mình mong là người ta phải chỉ cho mình chứ. Cái động từ là chỉ chứ đây. À, tớ không biết chữ kanji này, để tớ chỉ cho nhá. Thế không biết làm sao mà chỉ. Đúng không? Vete mo i desu ka bằng với vete mo yoroshi desho ka, nên số 1.
Đấy, chính xác, đúng không? Tớ ăn được không? Tớ nghỉ ở đây được không? Tớ ngồi ở đây được không? Thì phải hành động của mình. Chính xác rồi Giang sẵn ạ. À. Nhờ nên là không dùng được nhá. Ừ. Đấy, trưởng sang này, tùng sang lại quay xe sang một này thì nó lại bị sai mất, mình nhớ đấy chọn hai cơ mà. Vân Anh Thanh Nhàn để ý đấy nhá. Bạn Hương Nhi chọn 3. Ok, mình chỉ cho 3 cho bạn nhé. 3 là gì? Ochi nakere bạn nai de shou ka? Đúng không? Phải chỉ nhờ, đúng không? Đây là mẫu câu phải mà, mẫu câu bài 17 đây này, phải làm cái gì đó nhưng không phải nha. Đáp án sẽ phải là Ochiete itadakemasen ka? Đúng không đã? Nhưng ở đây không có thì mình sẽ dùng một mẫu câu đó là gì? Ochiete itadaite mo ii desu ka? Cũng là mo ii desu ka? Thì giống với yoroshii desu ka đi. Nhưng động từ nó lại chia sang là Ochiete itadaite mo. Liệu rằng tôi có thể nhận được cái sự dạy của bạn? Đấy, nếu dịch một cách kiểu như đầy đủ từ vào ấy, word by word một tí, đúng không? Đó, nhưng mà anh dạy tôi được không? Đấy, dịch cho dễ hiểu nó sẽ là như thế nhá. Bài 26 à, đúng rồi, bình thường của mình là Ochiete itadakemasen ka? Đúng không ạ? Nhưng đấy phiên bản khác của nó đi, nó chỉ là cũng tôi có thể xin phép thế này không? Xin phép là anh dạy cho tôi có được không? Ochiete itadaite mo ii desu ka? Nhớ, nên câu 8 phải là đáp án số mấy? Số 2. Chữ ochieru no wa kamawanai desu ka? Không đúng nhá. Cả vete mo kamawanai cơ. Đúng không? Làm thế này cũng không sao đâu, thì nó giống như cả vete mo ii ấy. Nhá. Ok. Rồi, chính xác chính là Ochiete itadakimasu đấy. Đúng rồi, thì đem chia sang là Ochiete itadaite mo, chuẩn luôn nha. Câu số 9 nào. Watashi ga kaete kita toki ni wa doa no kage wa nani nani deshita. Đó. Sao hôm nay mình cho nhầm đề N4 hay sao nhỉ? Đúng không? Đấy, từ lúc tôi toàn đề N4 đấy mà vẫn đang bị sai nhá. Đúng không? Chưa nói đến ngữ pháp N3 này, đang N4 nha. Đúng không ạ? Mà đang sai rất nhiều vì chúng ta đã quên mất những kiến thức khá là cơ bản rồi đấy. Ví dụ như câu này xem có sai không nào, mình chắc chắn ạ. À. Thử xem nào, thử xem nào. Đâu N2 đâu, chắc N2 luôn nào. Watashi kaete kita toki ni, đúng không? Là khi mình về nhà. Ờ biết rồi. Cái khóa cửa nó làm sao? Nó đóng mà không đóng nhá. Lập chưa lòng vàng ma sen hết. Đóng mở đấy, chỉ mê với chỉ ma đi mắt thì đều đóng hết, không đóng đúng không? Biết thế rồi. Vậy câu 9 chọn mấy nào? Quý chọn 4. Ok, gì nữa nào? Vân Anh chọn 4. Bốn chắc chưa? Đấy, giả sử trong phòng thi đúng không? Mình chọn 4 rồi đúng không? Nhưng mà đứa khác đang chọn khoanh 1, khoanh 2 này, cứ ngó ra đứa bên cạnh bắt đầu thấy phân vân, tim đập thình thịch đúng không? Tôi chết rồi, không biết liệu là mình có đứng không nhỉ? Hay là đáp án này, đáp án kia nhỉ? Đúng không? Đó, nó chỉ đôi khi nó chỉ liên quan đến tự động từ và thạo từ thôi. Thì đang nói về trạng thái mình về đến nhà mình đã kịp làm gì đâu. Thì mình đang nhìn thấy cái chìa khóa, cái khóa cửa là nó đang không được đóng vào. Thì phải là trạng thái nhá. Rồi trạng thái thì mình sẽ không dùng sao động từ. Nhìn thấy chưa? Nếu shimete phải shimete arimasu ấy, đúng không? Đó thì mới là trạng thái đang thế nào đó, mở ra đóng vào với mục đích gì đấy, đúng không? Đó, đây cũng là ari rồi nhưng phải đi tha động từ, mà đây tự động từ lại sai mất nên nó phải là gì? Shimate masen. Chỉ đơn giản là miêu tả cái trạng thái của sự vật hiện tượng thôi, cửa đang đóng hay cửa đang mở, đúng không ạ? Câu số 9, đáp án số 4 chính xác. Hành động tự động từ từ quá khứ đến hiện tại. Ờ thì cũng được. Đúng không? Về tí mát mà bình thường à, cửa đang đóng kìa. Cô chả làm gì cả. Lúc ấy cô đóng vào nhưng bây giờ cô đang nhìn cái trạng thái ấy, đúng không? Là cửa đang đóng hay cửa đang mở. Đèn đang bật hay đèn tắt. Rất là cơ bản của N4 đúng không? Nhưng may đúng hết này. Chuẩn quá. Câu số 10 đi sao? Nani dekinai to hayaku tsutaite hou ga tsutaita hou ga ii desu yo. Câu số 10 các bạn chọn mấy đây? Bạn Lê Quang này đúng không? Các bạn chọn 4. Nào xem tiếp đi nào. Hello anh em. Câu số 10, mấy bạn một bạn comment, comment tiếp với mình nào. Câu số 10 chọn gì đây? Đó. Yêu hay không yêu nói một lời đúng không? Đó, nếu làm không làm được thì bạn là không làm được đúng không? Nói rõ ràng ra, bảo sớm thôi nhá. Hayaku tsutaita hou ga ii desu yo. Chính xác đúng không? Đó, nếu mà không làm được thì bảo như thế đúng không? Cái tố này nó sẽ là gì đây? Trích dẫn cho nội dung của cái tsutaimasu, imasu, omoimasu này này. Đúng không ạ? Nhá, chính xác câu 10 sẽ là bản số 4 chuẩn luôn. Chứ đây là mặc dù nó cứ thế để nối tiếp ấy, không thế này rồi sau đây không thế kia thế chẳng hạn ấy. Nhá, cái này cũng tương tự này đều quá. Ok. Chính xác. Ồ, bên người chọn số 2 à? Số 2, ví dụ như là dekin nak kute sabishi desu, rồi không thể gặp người yêu, không thể thế nọ thế kia ấy, đúng không? Nên mình buồn lắm thì mới dùng. Nhưng đây là gì? Nếu mà đang đưa ra một cái tình huống đúng không? Mà mình không làm được ạ. À. Thế thì dekin nai nara chữa nó cả dekin nai to, nó cả hayaku tsutai ta hou ga ii. Đúng không? Nếu không được bảo sớm là tôi làm cho nhanh. Ừ. Chính xác đấy, dịch thì cho nó vui nha. Nào, câu 11 nào. Tamu san ni wa tetsudatte nani nani kara hoka no hito ni tanonde miyo.
Lại là một mẫu câu cũng rất N4 luôn. Lạ một đời không có biết, đúng không? Nhà bao việc. Nhường hết à? Vâng, mời anh đồ dộ. Nào, câu số 11 thì sao? Phúc comment để dân xem nào. Tham mưu sang niu á, tết chữ đá tế, đúng không? Hokkanoi Hokano ito ni tanon ne miyo. Vậy chọn cái đáp án nào đây? Câu số 11 nha. Vân Anh chọn 1. Lâm Giang chọn 2. Nhi chọn 1. Các bạn khác nữa đâu rồi? Comment xem nào. 2, bắt đầu 2 nhiều hơn 1 một tí rồi đấy. Hai bạn đầu tiên chọn 1 này, đúng không? Có ai quay xe không? Vinh cũng chọn 1 này. Em nhìn nhớ, nhìn thấy từ cure cho nên em chọn 1 cure. Đã cure thì ai là người nhận nhỏ? Đúng không? Vinh rằng này, Giang rằng, Nhi rằng này, Vân Anh này. Đã có cure thì cái người nhận đấy phải là ai? Watashi ni cure đúng. Đúng không? Ai đó làm cho mình. Mà đây là người khác mà tham mượn sàng ní. Thêm quá ao cho kệ đó nhá. Đúng không? Nên là ít nhất phương án này loại đầu tiên này. Công nhận á, số 1 loại đầu tiên. Đó, về dạng cho nhận. Đúng rồi, đã có ní, phải tìm mô đau. Phải tìm với cả ít bác cự. Mình nhận từ ai đó, hoặc mình làm cho ai đó. Công nhận không? Đó, à ghê cũng được bạn nhát. Chứ không phải cứ nhất định là ní đi với mô đau đâu. Đúng không? Ví dụ mình tặng hoa cho ai đó. Tham mượn sàng ní à ghê được không? Mình tặng hoa cho bạn Tâm này được không? Được chứ, đúng không ạ? Rồi, đấy, câu này 11 chọn mấy á? Bạn Trinh Sushi này 1-3 là thế nào ạ? À, câu 11-2 đó, đấy, ông ơi. Trong đây thì nó vậy xét về nghĩa, đúng không, là gì? Nhưng mà đằng sau là thu nhờ người khác thì tức là gì đây, đúng không? Đấy, nó không phải là mà làm giúp đỡ bạn đấy, mà đây sẽ là gì? Không, chắc là không, bạn ấy không giúp mình đâu, đúng không ạ? Thì đó, AG với cả Yadimat ý, VT AG và VT Yadi, Yate, Yadu giống nhau, đúng không? Đó, làm cho người dưới, nhưng đây không phải, nó sẽ là gì? Tiết chất AT mô đây, show mô này, đáp án chính xác sẽ phải là số 2 anh em ơi. Đúng rồi, chính xác, mẫu câu bình thường của mình nó sẽ là soda, các bạn có nhớ không đó? Đấy, cái khẳng định soda có vẻ, công nhận không? Ví dụ ame gặp furi soda thì mẫu câu phủ định ngược lại của nó sẽ là shomonai, không có cái vẻ gì là sẽ thế cả. Và phía trước thường là thể khả năng các bạn nhá, không có cái vẻ gì là lấy giúp đỡ mình hết. Thế thôi, thôi nhờ thằng khác thì nhanh đó, lại nhờ bạn nãy đâu nhở, cái gì mà nói nhanh không làm thì không làm thì tao làm ấy, đúng không? Rồi, ok. Nào, vậy ok, câu số 2 này, Sacho Kono Reboto. Đấy, cái này liên quan bài 49-50 nhá. Câu 12-3 desu ne, samban janai kana. Ôi dồi. Mai cô xem có đề thi thử đấy bé ơi. Nào các bạn ơi, câu số 13 đúng không? Có bạn Quang là đang chọn số 3 đúng không ạ? Đó, bao giờ trong những câu cho nhận này, những câu liên quan tính ngữ này là chúng ta phải xác định là hành động của đứa nào, đúng không? Lại là Nhi, chào Nhi. Cô đứng đây từ chiều để gọi tên Nhi, đúng không? Và nó lại rất đi xa xôi quá. Ít nhất là chúng mình sẽ phải xác định hành động của ai. Sacho kono reboto yoimasu, đúng không? Cứ kuda sai thì có nghĩa là gì đấy? Hành động đối phương làm. Công nhận là anh hãy làm thế này, hãy làm thế kia đi. Công nhận đã thì đúng, có cái dạng là bỏ mắt sự đi, đúng không? Nó sẽ là gì? Hoặc là ohai kudasai cái thứ chẳng hạn này, bỏ mát sự đi, ở đây nó chiêng tay t nữa thì có vt kudasai được, không sao cả. Hành động của ai? Hãy đọc đi. Ai đọc ạ? À? Người nghe đọc, đối phương đọc. Thế phải dùng cái gì? Đã người khác làm thì đối phải dùng tôn kính hay khiêm nhường ạ? À? Tôn kính. Thế nên ít nhất hãy giúp tôi xem là nhìn những cái đáp án này, cái nào là khiêm nhường, cái nào là tôn kính đã nhá. Ừ đúng rồi, ông hãy đọc đi. Đúng đấy. Thế thì đầu tiên này, thêm ô phía trước cộng shimasu phía sau. Dạ omochi shimasu, dạ để anh để em cầm cho ạ. À. Ai làm? Mình làm. Thế nên cái này là khiêm nhường ngữ. Nên câu số 1, quay xe gấp bạn Hưng Sàng ơi. Kính ngữ bạn ơi, dùng khái niệm chính xác một chút nhé. Kính ngữ bao gồm tôn kính ngữ và khiêm nhường ngữ. Thậm chí cả từ lịch ngữ lịch sự nữa cơ ạ. Nha. Đó, 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 đó. Vậy đây là gì đây? Đúng không? Anh hãy, chúng ta xác định hành động đọc này là của ông Sacho, ông giám đốc này. Thế mà là gì ấy? Omochi shimasu ka? Thì đây là oyomi shimasu. Thì chúng ta hay dùng cái từ là omochi shimasu, dạ để em cầm cho ạ. Đúng không? Thì nó là mình cầm nên sai mất rồi nha. Đó. Còn đây ạ, à, cái thêm ô phía trước sao lại đúng, thể bị động cũng là một dạng tôn kính ngữ nhưng chia sang bị động thôi, chứ không có thêm ô phía trước nữa nên số 4 cũng sai. Các bạn đã chọn số 4 không ta? Lại còn chọn số 2 nữa, đúng không? Số 2 thì là gì? Ồ này, sao lại từ xà đê? Ở xà đê là bị động đi shimasu mà, nhưng không. Dùng một động từ khiêm nhường ngữ để chia sang bị động của tôn kính ngữ. Cái này chả được dùng luôn, không bao giờ nói được luôn ấy, vì nó không thể lẫn lộn thế được.
đúng không? Nó chỉ là thêm ô phía trước cộng với ni nari mat phía sau và để chia cộng với kudasai thì nó là gì? Oyomi ni natte kudasai. Kotai wa 3 ban desu. Đúng không ạ? Tưởng thế nào mà vẫn nhiều người sai quá đi. Hành động kính ngữ như thế 3 4 là bằng nghĩa đâu? Đấy, đây này, bạn Long Giang ơi, không hề bằng nha. Nhìn thấy chưa đã? Đó, không hề bằng nha. Ừ. Cũng không có nhá, không có hai kênh ở đâu nhá, nhìn thấy chưa, hai kênh bản thân nó là cái tụi này là bái kiến là gì nhở, là nhìn là xem nó là khiêm nhường ngữ, nhìn thấy chưa ạ, à? Đúng không, thì nó khiêm như vậy à, dạ vâng em xem ạ, à, hai kênh Shimo, dạ vâng em đã đọc rồi ạ, à, em đã xem rồi ạ, à. Đúng không, thì là hành động của mình nhá, bái kiến mà, âm bán Việt là bái kiến mà, nhớ cho bốn không hề đúng nhá. Nếu mà chỉ chia sang gì đấy bị động ấy, yomi mat thành yomare mat thì cũng là một dạng tôn kính ngữ nhưng không có thêm ô mà. Ô ở trong trường hợp là ô này cộng với bỏ mắt sự đi cộng với ní là đi mát, hoặc là bỏ mắt sự đi cộng thẳng với kudasai, oyomi kudasai, đúng không? Ohai đi kudasai, omachi kudasai, okaki kudasai, đúng không? Bỏ bột. Đó, đúng không? Công nhận sáng tác ngữ pháp kinh quá cơ. Đừng sáng tác vội, cứ nhớ hộ sen xe cái ngữ pháp 7, 4, 9, 5, 10 đã nhá. Rồi, câu cuối cùng của ngữ pháp nào. うちの会社海外に支店を作ったなんか作るんだって その話まだ誰にも何々らしいよ秘密なんだって và em nhớ rồi ạ, đấy đúng không? Ừ, cứ phải cãi nhau nó ra vấn đề đi đúng không, em thấy nó đúng mà, đâu mình sẽ chỉ cho bạn đúng không, thì lần sau chắc chắn bạn sẽ nhớ hơn, có thể là sau quên tiếp đấy đúng không, lại nhắc lại lần nữa thì sẽ nhớ thêm. Rồi cảm ơn rồi câu này là gì à, công ty mình nhỉ, đó mình Uchino Kaisa đúng không, nghe nói là Datte bằng với Đạt Thuyêu, nghe nói là thành lập một cái chi nhánh nước ngoài đấy, ở câu chuyện đấy nhưng mà gì đấy, hãy đừng nói với ai nhá, mà đà đà đê ní mô đúng không, đó là bí mật đấy, tức là chưa nói cho ai đâu đúng không. Câu 13 chọn gì đố biết nè. Ngữ pháp rất đơn giản nhưng chia sang những kiểu mà cách cách nói, những cách nó ngắn gọn rút ngắn đi chẳng hạn ấy, đâu xem nào đáp án đâu, người đừng lặng im đến thế nào. Rồi, Sĩ Hưng là câu 13, Sĩ Hưng giúp Sen C là comment cả thứ tự câu nữa nhé, để mình biết xem đó là câu nào. Một, chắc chưa? Nghĩa là gì? Này, thử comment cho đúng nghĩa thế nào. Ừ. Này, nhưng mà vẫn chưa được nói với ai đâu nhá, đúng không? Nên mẫu câu của nó chỉ là VTYK này, VTYK này, thà BTYK này này, không được ăn đâu nhá, không được ngồi đây đâu nhá, SUATYK này. Đúng không? Chính xác đấy. Thế nhưng mà nó không thích dùng VTYK này, mẫu câu của bài 15 giáo trình Mina, mà nó tề quá thì bằng với trả shichoy này. Đúng không? Tôi đề quá thì bằng với dạ. Đúng không? Chính xác. Nhất là trong trường này nó sẽ là số 1 đây này. Chuẩn xác, chuẩn luôn. Sai bỏ học ở may quá, ngồi học tiếp nhá. Còn xin nắc cứ tế mối y không cần làm cũng được. Rồi nakia ikenai, nakia là bằng với nakia bà. Nếu không làm thì không được, tức là phải làm, phải nói cho người khác à, nhưng đây đằng sau là bí mật cơ mà đúng không, rồi nên nói cũng sai, chúng ta phải tìm cái phủ định ý, không nói cho ai đâu nhá đúng không ai. Ok, sau đó chị, ông nào cũng nói với ông đấy, mỗi người lại truyền tay kia, ở đừng nói với ai nhá, người đấy lại truyền người khác đừng nói với ai nhá đúng không, thế là thôi cả công ty biết luôn. Rồi chị ghi chúng mình sang phần dấu sao nào. Dấu sao anh em ơi. Có sợ phần này không ạ? À? Dâu xào, may quá. Nào, câu này xem nào. Kengko no kara o tsukuru tame ni, đúng không? Để mà có thể có một cái cơ thể nó mạnh khỏe nhá, đúng không? Ok. Thì cái này nó là rất quan trọng. Ủa, đi từ đâu bây giờ ta các bạn ơi? Vần dấu sao các bạn đã biết cách làm chưa nhỉ? Nào, ta thử comment cả số thứ tự nhá. Mình không muốn các bạn chỉ comment mỗi cái đáp án đâu. Mình muốn các bạn sắp xếp để xem là các bạn mình nếu giả sử có sai xem nó sai ở đâu nhá. Đấy, 2, 1, 4, 3 xem chính xác chưa nha. 2, 1, 4, 3. Đó, tức là câu 14 bạn đang chọn một ở đấy đúng không? Đó, bạn thì chọn 4, bạn thì chọn một đúng không ạ? Đó, 2, 1, 4, 3. Đó, 2, 1, 4, 3 này. Dân Sĩ Hưng là chọn một, bạn xếp như nào Hưng Sàng ơi? Đó, để mình comment trong sao nhá. Như là 2, 1, 4, 3, ok. Nào, Hưng Sàng giúp comment là thứ tự cho dân xe này. Đấy, đôi khi có thể bạn xếp đúng nhỡ thôi chết rồi lại nhớ nhầm ấy, đúng không? Cái vị trí chẳng hạn ấy. Đấy, 4, 2, 1, 3. Nani ka o taberu ga, nhìn thấy chỗ này chưa đúng không, đấy mặc dù công nhận đã, nếu bạn để ga như này thì lại mặc dù mất rồi đấy, công nhận không đã. Thế có cái mặc dù nào đâu đúng không, 2 1 4 3 xương đấy, 4 2 3 thì giống bạn ở trên kia đúng không, 4 2 3 là giống bạn nào đấy, Tiểu Vũ
423 thì đúng, ở có từ Nanika mình có cái gì đó được. Nanika đúng không? 4 xong 2 Nanika ố cũng chấp nhận được ăn cái gì đó. Tabe được ừ vẫn chấp nhận được, nhưng đến chỗ này Tabe được gà thì cái gà này nó lại mang nghĩa gì bạn ơi? Nhưng mà vì phía trước là thể từ điển, thể 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 thông thường mà đúng không? Đấy, mặc dù ăn rồi hay mặc dù sẽ ăn thế nhưng mà thế nọ thế kia, nhưng mà có nhưng nhị gì đâu, đằng sau là cái việc đấy nó quan trọng mà. Thế nên câu này sai mất rồi các bạn ạ. À, không phải để vị trí là 4, các bạn đang là mấy nhỉ, 4 2 3 là sai mất nhá, đúng không? Ồ Tùng cũng chọn 4 2 3, Hưng cũng thế, sai mất rồi. Mà nó phải là gì đây? Tha bê đúng không? Nhìn thấy chữ cài chưa đã, thế này nani ố tha bê đu cà gắt tay xe chữ nhìn thấy chưa, đúng không? Để có thể là có một cái cơ thể nó rắn chắc các thứ chẳng hạn, khỏe mạnh ấy, thì điều quan trọng cái việc đấy đúng không, cái cà gá này nó mang nghĩa là chủ ngữ, cái việc là ăn cái gì. Nani ố tha bê đu cà Nanio tabe được cả, nhìn thấy chưa? Đó, thế đấy, chữ gá là gà nhé. Ừ, ok. Đấy, gó hay gà nó khác nhau ấy nhá. Gó thì nó là xác định chủ ngữ, còn gà thì lại nhưng mà, lại gà với chả vịt, đúng không? Thì túm lại đáp án sẽ là gì đây? Hai này, Nanio tabe được cả 2 1 sau đó 4 và 3 chính xác. Đúng chưa? 2 4 à, 2 1 4 3, 2 1 và 3 chính xác nhá. Ừ. Rồi, tiếp theo chúng mình sang câu số 15. Câu này dễ biết rồi ấy mà, nhưng mà sắp xếp nào lại cả vấn đề đấy nhá, chưa chắc các bạn đã đúng đâu, thử xem. Nói chung mình không quan trọng vì dấu sao nhé, mình sắp xếp đúng thì sao nó ở chỗ nào mình cứ bê nó vào thôi đúng không? Thế nên mình không khoanh đáp án dấu sao, mình sẽ nói cho bạn thứ tự nhá. Câu 15, 1 3 4 2. 1 3 4 2. Là đang sai rồi đấy Long Giang ạ. Là Long mà là Giang thì cũng đang bị sai mất tiêu rồi. Đấy, bạn nhìn nhá, ở đúng Kodomo mố là cũng à, cũng có trẻ con à, đúng không? Đấy cái mố này bạn mang nghĩa là gì? Đúng không? Kodomo mố một này xong bạn đến với ba, mố sang ninh gá y độ có là có cái gì chứ không phải có số lượng như thế này. Đúng không á? Thế nên không phải là gì đây? 1 3 4 2 là bị sai nhá. Mà phải là gì? Có cái gì đó Kodomo gá y mát, các bạn công nhận với Sensei không? Kodomo gá y mát, thế nên là bốn người đi đây này. Nhìn thấy chưa đã? Kodomo gá y độ mà cái nô đấy các bạn công nhận với mình là gì đây? Bình thường ấy, có cái gì đó cái nô đế này là vì thế nào hoặc là tuy nhiên thì đấy chẳng hạn nhá, tuy nhiên là nô ní vì là nô đế, nguyên nhân kết quả thì phía trước cách hợp của nó fuchike, có mỗi một cái fuchike đây nó chính là số 2 đúng đã. Ô thì lẽ ra mình mà kodomo gá y mát đúng không, nó tách nhau ra rồi bởi vì nó xen vào giữa cái số lượng có mấy đứa con, thì mình đồng có ba đứa con thì chẳng hạn kodomo gá sang ni ni mát đúng không, thì ok vị trí ba đây đã, cứ biết thế đã. Thế còn chọn từ mố đi đâu? Thế chả có mố thì ra câu được rồi. Kodomo ga sangnin y đựu nô đế. Được. Nhưng nó nhấn mạnh thêm có tận 3 đứa con. Nên là nhà rất là ầm ĩ luôn. Đúng đã. Thế nên nó phải là gì? Cái... đấy. Mình đã bảo ứng 4 đi với 2. Nhưng trong trường này vì nô đế mình lại xét từ nô đế trước. Rất nhiều bạn đang xài câu này. Mặc dù câu này biết nghĩa đúng không? Đó. Phải là 4, 3, 2, 1 thì lại sai. Bạn nhìn này. Mố làm sao đi với nô đế được? Đấy, ví dụ như bạn Quang Lê chẳng hạn nhá, bạn đang để là gì, 4, 3, 2, 1 thì tức là bạn để một cuối cùng đúng không, làm gì có mẫu câu là mố nô đế, nô đế phải là vì thế nọ vì thế kia, thì câu phía trước phải chia sang fuchike và fuchike duy nhất ở đây đó chính là số 2 này, nhìn thấy chưa? Đấy, Kodomo gá y đậu đấy, thế nhưng tại vì là nó có cái số lượng ở giữa thì có bao nhiêu đứa con thì sang nên thôi được rồi, nhưng lại nhấn mạnh thêm cái trợ từ mố ở giữa để nói rằng gì đấy, có tận 3 đứa con nên mình nhét thêm mố đằng sau cái sang nên số lượng từ đấy, có tận những, còn nhớ cái này không? Nhờ, đó là đáp án là 4, 3, 1, 2 các bạn nhé. Đó, một câu rất dễ đúng không? Mà chả biết lắp ghép mấy cái trợ từ nó nằm ở chỗ nào. Đã thấy là sai rồi, đúng không? Nhá, rồi, tiếp theo nào. Thua kèo này, ta bày câu kèo khác. Tiếp theo nào. Điên sở gạo ukuritimasu nè, aso desu nè, kai sa, sao được wakarimasen nè. N4, nói luôn là N4. Bởi vì sao? Em đọc qua thành mono, úi dồi ôi. Lại Kodomo. Đây Kodomo đây rồi còn gì? Sao lại chữ Hán của Kodomo? Cái mố kia là mố của chữ Hán Kodomo mà sensei đây mong Kodomo lên đây rồi mà em. Đúng không? Ok mình giải thích lại, bạn nhìn lại cho sensei này, xin lỗi bạn mình quay lại câu 15 một chút nhá. Đúng không ạ? À? Từ từ xin lỗi Hưng rằng các bạn ơi, quay lại câu 15 này. Em mới có Kodomo đây còn gì nữa? Kodomo đây còn gì nữa? Đúng không? Thì câu của mình thường là Kodomo gá y mát là xong rồi đã, có con. Nhưng mà có thêm là có mấy đứa con ở đây, ví dụ có ba đứa con Kodomo gá sang ninimat, công nhận không đã, đúng không? Đấy, nhưng mà lại có trợ từ mối nhấn mạnh thêm có tận những, các bạn nhớ cái trợ từ mối quá không, quá thì đây đi với số từ đó là ít nhất là cần này này để cưới được vợ thì ít nhất cần mấy trăm triệu chẳng hạn nhở, thì đây là gì, còn mối nhấn mạnh là có tận những để nói về số lượng nhiều hơn mình suy nghĩ. Kìa quên mất cái đấy rồi à, Long Giang hiểu chưa?
Mố rằng có mố này rồi sao lại là mố thế? Mố này là nhấn mạnh vào có tận những nha. Quên mất cái đấy trong bài 42 của giáo trình Mina thì phải nhá. Nào xin lỗi bạn, quay trở lại câu 16. Bạn Long Giang ơi, nghe sẽ giảng đã hiểu chưa? Câu 16 đang là, trời ơi, bạn Gác Tùng ơi, Tùng comment lại trên xe của số tự nữa. Mình không biết là bạn đang 2143 là 2134 là của câu nào luôn ấy. Đấy câu này ý, ngữ pháp nó này, có từ man thì kịp so với cái gì đó thì ok, chúng ta để ba ra đầu. Ồ, sao mọi người mỗi thứ một nơi đấy, đúng không? À đây, ba ra đầu, đừng có xin lỗi, đây, ní đi đã, kịp so với cái gì đó, đúng không? Chính xác là một đi vào đây, đúng không? Và cà đô cà đi với nhau còn gì nữa, 1, 3, 2, 4, chính xác nhá. Đó, chả biết là liệu có kịp không nữa, muộn thế nhỉ, đúng không? Ừ nhờ, đúng không? Chả biết là có kịp không nữa, nhá, chính xác. Thì mình có bảo là, quay trở lại nào, mình có để là mố đi với nô đế đâu. Ok, đây này, bạn mình đang để hai mà hai là y đựng nô đế mà. Bạn Đức ơi. Sao câu này, đây này, mình xin sẽ giải thích lại cho các bạn lại quay trở lại câu 15 nha. Thì mình bảo mố có đi được với nô đế đâu. Đây này, mình đang để là 4, 3, 1, 2 mà. Đúng không? Gá này, đúng không? Xăng nin này, đúng không? Mố y đựng còn gì nữa. Thế xin lỗi, quay trở lại với câu 15 đã. Đúng không Đức Sàng ơi? Mố có đi với nô đế đâu. Vừa rồi mình bảo sai đấy thôi. Đâu chỗ nào? Hình như câu 15 là đó. Ok. À thì đấy 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 đấy, à xin lỗi nhá, thế mình tưởng đấy, mình xin lỗi rồi, bạn đã giải thích hội đúng không? Đấy lúc mình vừa giải thích rồi, mố làm sao đi với nô đế được, nô đế nô ní thì mặc dù là đúng không, đã riêng với tính từ đôi nam danh từ thì nam nô đế thôi, chứ bình thường nó sẽ là phu chư kê đúng không? Trên hình như câu 15 là cô đó. Kệ nó đi. Đấy, nhưng mà công nhận với sensei là đúng cái câu của mình là bạn Quang Lê này, Kodomo, sao lại Kodomo mố được, sao lại có mố đấy đúng không? Kìa, mố đi với gà sao lắm trợ từ vậy? Trời ạ. À, Kodomo thì cái chữ Kodomo đấy nó có rồi mà, sao thế? Đúng không? Mệt ghê cơ. Cô đô mô cả cái chữ Hán từ đấy rồi đúng không? Chữ tử chữ cộng đấy là cô đô mô rồi, chứ lại còn mố với gá nó một cái thôi chứ. Gá là xác định, nếu thay bỏ gá là có cũng có con nữa chẳng hạn ấy, thì mới là cũng ở đấy thì bỏ một gá, bỏ gá một mố chứ sao mà ghê lắm vậy. Nhá, đúng không ạ? Ok, còn câu này để mình thôi, mình đang đang thông suốt đã, thật lát nữa cần thiết cãi nhau tiếp, bạn sẽ inbox cho sensei nhé, sensei dẫn đảng giải đáp cho bạn nha. Rồi, ok, chúng này là 1, 3, 2, 4 chuẩn rồi nhá. Câu số 17 nào. À, nát cắt tạ, nhìn viết mẫu câu là gì? Không có cái gì bằng, đúng không? Nhìn thấy chưa? Không sao cả, cãi nhau, tranh luận nó mới ra vấn đề nha. 1, 3, 4, 2, cà đô cà. Cà đô cà, đúng rồi, xin lỗi các bạn. Đấy, đang bài cãi nhau được từ ghi sai này, đúng không? Phải cà đô cà chứ, đúng không? Cà đô cà, xin lỗi các bạn nhá. Đấy, ok, đó, cố tình sai cho các bạn có ra chuẩn không? Ok, xin lỗi các bạn nhá. 1, 3, 4, 2, cà đô cà mà. Cà đô cà mà, chính xác, 4, 2 nhá. Rồi, xin lỗi các bạn. Chốt câu số 16 sẽ là 1, 3, 4, 2. Đấy, nói mà đằng xong ghi lên một nẻo đấy. Arigato, đà đê mô gá. Đà đê mố, nhưng tại vì đây có từ đà đê mố đằng sau nó là gì? Đây xem nào. Đằng sau là không ai nhận ra cả, nó lại chia sang phủ định em ơi. Đấy nó phải, nó lại thế nó cơ mà, nó phải tùy chứ có phải là cô đô mô gá mố đâu, khác nhá. Đây là đà đê mố thì có. Đúng không? Rồi, chúng mình tiếp vào câu số 17 nhá. Mẫu câu này gì đây? 4 1 3 2 xong chuẩn xác chưa? Đúng, mẫu câu không có cái gì bằng. Ok, thì nên một danh từ đi với hô độ đây. Đâu rồi nhỏ? Mố điều đây, na cắt tạ thì bản thân nó là nai, là có hay không có cái gì đó, nó đi với quá gã mố để có hay là không có. Và đây hai điều vào đây, nhìn thấy chưa? Chui này sẽ bổ nghĩa cho một danh từ, vì nếu là chui nó là một tính từ, nó nối mệnh đề khác thì chư cử tệ. Nếu mất mà bổ nghĩa cho một động từ thì nó sẽ là chư cự thôi. Ví dụ như là gì, ví dụ từ này không dùng được trong ngữ cảnh này, nhưng mà ví dụ tano xích cự bên kêu sư đội chẳng hạn ấy, đúng không ạ? Thì lúc này tính từ đuôi y sẽ bổ nghĩa cho một danh từ, mà danh từ nó chính là cái tác sự này, đúng không? Nên là 4 1, 3, 2, chính xác. Đúng chưa nào? Rồi, đúng rồi, 4, 1, 3, 2. Bạn bạn Quang comment lại trên dây nhé. 4, 1, 3, 4. Hai lần sao nó cũng bị dính vào nhau à? 4, 1, 3, 2, đúng không ạ? Đấy, không có cái gì nhỉ? Không có cái mùa hè nào nóng bằng cái mùa hè của năm nay nhá. Kotoshino natsu hodo, đúng không? Atsui natsu wa nai, nakata. Đúng rồi, chính xác. Ok chưa? Câu 7 sẽ đáp bản làm đấy nhá. Chính xác. Tiếp nào, câu 18. Thêm một câu nữa nào. Ok.
Quay lại câu 15 cho em chụp cái màn hình ạ. Ừ, ok. Tí nữa nhá, nốt câu này đã nhá. Ui dồi ôi. Nào, suteki na eto necklace desu ne. Đúng không? Arigato gozaimasu. Tanjoubi, nên câu này dễ rồi nhá. Đấy, nhưng mà rồi có từ kure đấy, đúng không? Thì đó, ai? Lúc này là gì? Mẹ tặng cho mình. Lẽ ra nếu có mình thì là watashi ni. Nhưng mà đây ní này là đi vào cái về thời điểm nhá, đúng không? Vào dịp sinh nhật nên là số 3 sẽ đi vào đây. Đó, ai để ba khác là sai nhá. Ưn đề sự nó chính là no đề, vì phía trước của nó phải là fuchike. Fuchike chỉ duy nhất là cái một này thôi. Đúng không đã? Kuretan đề. Đúng không? Nhận từ ai? Tanjo bị ní và đương nhiên là mẹ tặng cho mình đi cho dễ đi. Ha ha có kuretan đã. Nhớ chưa? Chính xác. 3, 4, 2, 1. Ôi dồi Đức ơi. Bạn Đức sang này 2, 3, 4, 1. 2, 3, gá ní đi với nhau. Hay là mình nhìn cầm nhầm câu khác của bạn? Đúng không? Đây 2, 3, 4, 1 thì thấy chưa? Gá với ní cũng đi được với nhau. Chỉ có ní quá, đề quá. Đúng không? Ế quá, cà nào quá. Có chắc bây giờ có hai trợ từ là gá ní cả. Chỉ có ní quá thôi. Nhớ chưa? Nhá. 3, 4, 2, 1. Chính xác. Ok chưa ạ? Rồi rồi, chuẩn, chính xác. Nào, tiếp theo cái gì đây? Cái rồi bây giờ, à đây, mình sẽ quay trở lại câu 15 một tí cho bạn chụp nhá. Đây, 15 đây. Câu 5 chăm chỉ. Đấy, nhìn thấy câu 15 chưa? Nào, bây giờ mình sẽ sang với phần đọc hiệu nhá. Rất thích tập dạy đọc hiệu cho các bạn, để chăm chỉ làm đọc hiệu vào, đúng không ạ? Đây, một cái bài nhìn có vẻ, xem nào, không biết có bị mất ấy không nhỉ? Mình sẽ bỏ cái mặt mình đi cho các bạn dễ nhìn cả đủ full màn hình luôn nhá. Đấy, sợ bị mất chữ ấy. Các bạn rất lười đọc hiểu đúng không? Đó, nếu các bạn học theo các lớp chẳng hạn ấy thì ok, có thể có sensei đúng không? Cái sensei hướng dẫn các bạn phải làm đọc hiểu đúng không? Đó, thế nhưng mà với những bạn mà tự học chẳng hạn, ui nhìn đọc hiểu nhiều chữ thấy ngại rồi, đúng không đã? Nên là sensei live stream thế thôi. Cứ đương nhiên là những phần chữ Hán hay từ vựng hay ngữ pháp nó cũng sôi nổi nản, như đến phần lúc mà chúng ta làm cái phần đọc hiểu cái đúng không, là thế nào cũng sẽ tụt view cho mà xem. Nhưng không sao nhá, chỉ một vài bạn mình cũng sẽ vẫn dạy, vì quan trọng là chúng ta phải trang bị nhiều kỹ năng. Trời ơi, các bạn mà học đọc hiểu từ N3 mà không ăn tua lên N2 cảm thấy sốc nặng luôn đấy. Nhớ chưa ạ? Nào, ok, chúng ta đã xác định câu hỏi cho mình nhá. Để dịch câu, học cách dịch câu như thế nào. Ừ, về nước ý, đúng không? Thì câu nào là phù hợp với nội dung đoạn văn trong 4 câu 1, 2, 3, 4 này? Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn mà đủ to, đủ rõ đúng không? Đó. Cứ đến bắt đầu phần đọc hiểu là bắt đầu thấy ái ngại rồi, đúng không ạ? Đó, thì đây nước ở đây, đúng không? Chúng ta đọc những câu ấy lên chẳng hạn, đúng không? Đấy, chúng ta có thể đọc bài trước. Hoặc nhưng mà đôi khi N3 chúng ta lại có thể là gì? Đọc các phương án, xong đối chiếu lên trên vì nội dung của nó khá là dễ hiểu. Đúng không nào? Chúng ta đối chiếu xem trong ra số mấy nhá. Ví dụ này, chúng ta sẽ tìm những keyword ở trong phần này mình sẽ không đọc cho các bạn nữa, mà mình đối chiếu lên để xem là chúng ta có chọn đáp án chính xác không. Chỉ những án sai nó sai ở đâu, đúng thì nó có trong bài không. Nhớ chưa ạ? Nào, dịch chủ ngữ trong câu số 1 đi chẳng hạn nhá. Câu 28 dịch 1 ạ. Nước ý, đúng không? So với cái quy tắc của dịch câu chúng mình bao giờ xác định chủ ngữ. Câu của N2, N3 nó thường dài thì mình phải ngắt, chia nó ra cho dễ dịch. Thì cái câu này bản chất của nó chỉ là gì thôi? Nước ý, thì so với cái này, nhìn thấy chưa? Đúng không? Thì lại gì đây? Đang là gì? Nên sử dụng cái này hơn à? Đúng không đã? Ừ. Nước này gì đây? So với những cái loại nước mà để uống ấy, đúng không? Thì cái nước đang sử dụng cho công nghiệp với cả nông nghiệp nó nhiều hơn. Đây, có đoạn này đây. Nhìn thấy chưa? Thì đấy, chúng ta nhìn lướt qua nhìn thấy có công nghiệp, nông nghiệp đây, nhưng nó chỉ nói là gì thôi? Đúng không? Nó có nước, nó chỉ là gì? À, đang được sử dụng trong cả nông nghiệp và công nghiệp nữa. Đúng không đã? Đó, và có thể nói đây là một cái tài nguyên thế nào rất là gì quan trọng nhất, thậm chí quan trọng nhất mà trên trái đất ấy. Đấy, nước quan trọng. Thế có chỗ nào và là gì đây? Đúng không? Đang so sánh với nước uống với cả nước dùng trong nông nghiệp và công nghiệp không ạ? Đúng không? Đấy, chúng ta thấy có, đúng rồi, có nước uống, có. Đúng không? Có nước dùng trong công nghiệp và nông nghiệp, có. Nhưng không có cái nào so sánh là à, cái loại nước mà để uống thì bây giờ nước dùng cho công nghiệp và nông nghiệp nó nhiều hơn. Không có chỗ nào người ta so sánh thế, nên đáp án 1 sẽ không chính xác nhá. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo câu số 2 thì sao? Chúng ta dịch này, nô đế tách câu ra một chút này. Vì là thế này, đúng không? Thế nên là tất cả mọi người đang sống ở đâu đấy, nhìn thấy chưa? Vì làm sao? Đối với con người ấy, nước rất là cần thiết, rất là quan trọng. Thế nên là mọi người đang sống ở đâu? Những cái chi kỳ là những cái khu vực mà có những nước để uống và an toàn. Đúng không ạ? Đâu có chỗ nào mà thế không ạ? Ừ. Có chỗ an toàn rồi các thứ ấy chẳng hạn ấy, đúng không? Chúng ta có chỗ nào nhỉ? Để chờ mình một chút nha. Đây. Đó, đây chỗ nước này ạ, đúng không, có nước đấy này. Thì đó có con người sống này, đúng không, đó, nhưng mà chỗ này là gì đây, cơ chơi cô giờ, đế quá ạ, nắc cự, tức là gì, con người này, đúng không, không phải là nước ấy, từ là nước, không phải là sẽ có ở mọi khu vực, đô no chi ki ni mo, đúng không, mà nơi mà con người đang sống đâu nhé.
Đó, nếu có sống chắc cái đấy thì chị nói là gì? À, nước không phải là có ở mọi nơi, mọi khu vực mà con người đang sống thôi. Chứ chứ không có câu nào bảo gì đây, con người tất tần tật mọi người được chọn những cái nơi mà có nước uống sạch sẽ an toàn. Đúng không? Đó nên câu số 2 cũng sai nốt. Các bạn xem ra số mấy nào? Ừ, đếm bạn ai chính xác chia câu ra nhá. Ừ. Câu số 3 là gì nhỉ? À đây, chủ ngữ sẽ là cái việc mà. Cái việc mà gì trẻ con đúng không? Nó chết ý, do nguyên nhân là gì đây? Do bởi nước thế nào đó chẳng hạn ấy. Thì dạo gần đây nó làm sao? Sukunakunata đã trở nên gì đấy? Đã ít đi rồi. Các bạn nhìn nhìn có chỗ trẻ con chết chưa? Đó, đây ạ, chỗ Kodomo đây ạ. Nhưng câu này phải đọc chứa lên. Ừ, mình nhớ là có trẻ con cái thứ này ạ. Ừ, được. Sukunaku arimasen. Đúng không? Đó thì là gì, nhiều lên ít đi là khác nhau rồi này. Hơn nữa chủ ngữ trong việc nhiều ít đây là các quốc gia. Nhìn thấy chưa? Mà có trẻ em, lượng trẻ em nó bị mất ý, đúng không? Do cái nguyên nhân là do nước, có thể do thiếu nước cái gì đấy chẳng hạn. Đúng không ạ? Thì nó làm sao? Sukunaku arimasen là sukunaku nai thì có nghĩa là gì đây? Đúng không? Là nhiều, đang là rất nhiều đấy ạ. Chứ không phải là sukunaku natta, natta lại trở nên ít rồi. Đó nên bị sai câu số 3, cũng sai nốt. Đúng không đã? Nên đáp án chính xác sẽ là số 4 các bạn ạ. Nào có đúng là trên trái đất nước có nhiều không? Đâu tìm ra dê nằm chỗ nào? Ở trên này này, đúng không? Đấy, có ok, trên trái đất này nước nhiều đây các bạn nhá. Nhưng đằng sau này, đúng không? Nhưng mà nước mà có thể sử dụng, con người sử dụng lại rất là ít. Đâu, chỗ nào mà thế? Đúng không? Đây này, nhá, phải có những nơi hoàn toàn có nước này. Đó, rồi thì những quốc gia thế nọ đấy kia chẳng hạn ấy, đúng không? Đấy, thì chính là gì đây? Có thể sử dụng rất là ít. Công nhận không? Đó, nó chỉ có đây này, chính xác chỗ này này. Ryo nó không dùng từ gì nhỉ? Nó không dùng từ chikai độ mà dùng là từ Ryo de kiru mizu. Đúng không? Nó chỉ có là cả 0.01%. Nhìn thấy chưa? 0.01% nhá. Chính xác đáp án sẽ là số 4, chuẩn luôn. Tiếp theo câu số 29, dễ cực luôn, nhưng mà phát ra luôn lộ dê dê nhá. Cái việc chia câu sẽ giúp các bạn xác định đúng không? Đó, câu cực dễ luôn. Kore ra kara. Nhìn thấy chưa? Đấy thì những cái gì đây? Những thứ được viết đúng không? Được phải gì đây? Từ nay về sau phải làm ấy là có mấy cái cơ? Ikuta được cả. Đó, nó chính là câu đằng sau luôn, nhìn một phát có đoán lên xe. Đúng rồi, đi vô để ký độ chuẩn xác. Ừ. Câu 29 nhìn phát ra luôn. Nếu các bạn biết cách chia câu ấy, nhìn phát ra luôn đấy, thề hứa đảm bảo luôn. Đâu rồi, nào thử nhìn một phát ra luôn trên xe câu 29 nào. Có nhìn không? Không cần dịch nhá, chúng ta chỉ xem là phải biết cách chia câu, nhìn cái khái quát câu lớn trước. Sau đó người ta bắt con dịch là ý nghĩa là gì đâu. Phải nhìn được khung câu, khái quát cái to lên trước nhá. Đọc xem nào, quan trọng đúng không nào. Câu 29 chọn gì đây? Mình muốn chờ đáp án các bạn nào. Câu 29 mấy cái? Quý giúp mình comment cái số tự nữa. Đấy, mình chia câu ra này. Đúng không? Vậy từ nay về sau, chúng ta đây này, các bạn nhìn này. Đúng không? Cần thiết thì phải cuối câu nhá. Những dấu phải này chỉ là liệt kê thôi. Một cái này, cần thiết phải làm những việc này. Một này, cần thiết việc thứ hai là việc này này. Cần thiết việc thứ ba là việc này. Nhìn thấy chưa? Đó, Yoni sư đự cô tô. Việc cố gắng thế nào đó, việc thứ ba này. Đó, cô chưa dịch câu nha. Mình mới chỉ là gì? Đấy, có ba việc này cần quan trọng. Cô tô, dấu phải chuẩn chưa? Chính xác thì đáp án sẽ là số 3. Ok, bây giờ mới cần gì cái này nhá, nhìn thấy chưa? Vậy điều tác giả muốn nói nhất trong cái bài văn này, các bạn nhìn thấy chưa? Tác giả đang muốn nói nhất, mà tác giả nha, nhìn thấy chưa? Chứ không phải là gì, là người khác hay là nhìn thấy chưa ạ? Mà là tác giả muốn nói gì và trong bài văn này nhá. Đúng không ạ? Cái người viết bài văn này muốn nói gì nhất? Đáp án số mấy các bạn nhìn lên dê nào? Ba cái, chính xác. Nào chúng ta nhìn nhớ đúng không, thì chúng ta dịch cái này lên được những cái câu. Ừ, người ta bảo tác giả muốn nói nhất hay nằm ở chỗ nào, là hay nằm ở cuối này. Điều những từ là cái này là quan trọng lắm, cái này là cần thiết lắm, các bạn phải làm thế này, tôi nghĩ là thế kia, đúng không? Đấy chính là những chỗ thể hiện quan điểm của tác giả, thế phải dịch lên chứ còn gì nữa. Cần thiết làm ba việc, đó là những việc gì? Nhìn thấy chưa đã? Những việc như là như này. Thứ nhất là tiến hành, đúng không? Từ đấy nhá, đúng không? Ok, tiến hành cái từ chia nó okonau dịch từ cuối lên nhá. Tiến hành những cái sợ hỗ trợ giúp đỡ đi đối với Eno, mà đối với những cái khu vực nào cơ mà ít những nước uống an toàn sạch sẽ, đúng không? Một việc thứ nhất xong này. Việc thứ hai là thúc đẩy, à nhìn thấy chưa? Sự sư mê độ cô tô thúc đẩy cái việc gì đây? Triển khai, đúng không? Khai phá những cái kỹ thuật, những cái gì nữa? Đối sách làm sao? Để mà làm gì, đúng không? Hoạt dụng, sử dụng nước một cách hữu hiệu. Chuẩn đấy đã. Đó, khi đã chia câu rồi, bạn dịch từ cuối lên. Nếu xác định chủ ngữ, dịch từ cuối lên, câu không bao giờ bị sót câu. Nhớ chưa ạ? Ừ, tiếp này. Và tiếp theo là việc gì nữa? Cố gắng, không thế nào? Lãng phí. Lãng phí cái gì? Nước, đúng không? Và các nước hiệp lực với nhau nhá. Kuni to kuni ga, đang là kyoroku shite. Công nhận đã, để mà gì? Đúng không? Cố gắng không sử dụng, lãng phí nước. Đâu biết cả ba cái này rồi, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta đối chiếu vào các đáp án xem sao, đúng không? Và xem chúng mình chọn gì nhá. Câu số 30 này.
cố gắng nhìn thật kỹ xem các bạn chọn gì nào. Nào xem có ai chọn đúng nào, câu số 30 nhá. Chờ một chút đúng không? Đấy các câu nó cứ rông rông, nó cứ na na, nhưng mà mình tin là sẽ có bạn chọn sai đấy. Dịch rõ rồi đúng không? Mình dịch hộ đúng không? Nhưng đến cái bước 3 nữa đúng không? Là cái bước mà chúng ta xử lý cái bốn đáp án. Nó không phải là phần từ vựng hay ngữ pháp để nhìn phát ra luôn nữa, mà ta phải dịch, thậm chí phải dịch chính xác nữa các bạn. Đấy, câu 30 đáp án số 4. Câu 31 à, câu 29 bỏ đi nhá. Bắt đầu từ câu 30 là chuyển sang Vân Anh, sang nó chọn 4 đúng không? Vân Anh còn khẳng định lần nữa 4. Em dịch 4 trên xe nhá. Ồ đúng, có khai phát, cô vừa đọc nhớ có gì có khai phát ấy. Nhìn thấy chưa? Cái khai phát những kỹ thuật mới nhất để mà tạo ra nước gì nhỉ? Những cái nước an toàn đấy, nhìn thấy chưa? Là cái việc này, cái việc khai phát đó là nhiều nước hiệp lực vào với nhau để tiến hành. Đâu chỗ nào thế bạn xem với. Đúng không đã? Đấy cái đoạn này mà khai phát triển khai cái thứ này này chẳng hạn này, đúng không? Chỗ nào thì mình không biết, không quan tâm là các nước hay không nhá. Người ta bảo phải triển khai cái đó thôi. Còn nhiều nước hiệp lực với nhau hay không thì nó không nói. Bởi vì cái sự hiệp lực ở đằng sau này là hiệp lực làm gì? Không sử dụng lãng phí nước, bạn công nhận không? Rất nhiều bạn chọn 4, đúng không ạ? Cả Thu Hà chọn 4, Vân Anh và Văn Trưởng, bạn công nhận đã. Đấy, nếu bạn chọn 4 thì sai, đâu có chỉ bạn sai này. Đúng là có sự khai phát ở kỹ thuật thì mới nhất thì cũng được đi, chấp nhận đi. Đúng không? Thậm chí chọn từ mới nhất là thôi mình cứ tạm chấp nhận chẳng hạn ấy. Đúng không? Những cái kỹ thuật mà kỹ thuật này, những cái đối sách này đúng không, để mà sử dụng hữu hiệu nước, chứ không phải là gì đấy, tạo thứ nhất sử dụng nước đắt, cái thứ hai là gì, có phải là kỹ thuật là gì, kỹ thuật này sử dụng nước hữu hiệu chứ không phải là tạo ra nước sạch nữa. Cái này cũng sai, chỗ này sai rất nhiều chỗ luôn, đúng không ạ? Đó, dịch nó rất 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 mình ẩu một tí thôi là xong phim mất rồi đấy. Còn nếu các nước hiệp lực với nhau thì là hiệp lực trong việc mà không sử dụng lãng phí nước, nên câu 4 dạ xin phép ra đạo. Thương Trần chọn một, Quý chọn một, mình phân tích số 1 nhá, là các nước tiên tiến luôn này. Ok, nó phải làm sao? Đối với những cái nước mà gì đây đang thiếu nước an toàn ấy, không đủ nước an toàn thì chúng ta nên nên tiến hành những cái gì đây, việc hỗ trợ hơn nữa. Đâu, thứ nhất là không có hơn nữa là một này, đúng không? Cái thứ hai là gì, đối với khu vực đấy thì không phải là các nước tiên tiến, đúng không? Nhìn thấy chưa, thì có cả những nước đang phát triển hay phát triển như nào đó, đúng không? Không có chỗ nào mà chúng ta đang nói chung chung những việc mình cần phải làm, tất cả các nước đều phải làm hay ai đó không biết, nhưng không phải chỉ mỗi nước tân tiến làm, đúng đã, đúng không? Đấy, phải tiến hành hơn nữa những cái biện pháp hỗ trợ cho đối với những nước mà thiếu nước an toàn, công nhận không? Đó, nên chỗ này câu số 1 cũng sai. Mà đáp án phải là số 2, chính xác. Nào, thứ nhất có trân trọng nước các bạn ơi, đúng không? Có chứ, nó chính là cái việc gì đây, đúng không? Sử dụng nước hữu hiệu để cho trân trọng nước à, đúng không? Rồi gì nữa? Là đây phải, đúng không? Sử dụng nước một cách gì đây hiệu quả ở bất cứ nơi đâu, nhìn thấy chưa đã? Đó đấy, nhìn thấy chưa đã? Trân trọng nước là không sử dụng lãng phí nó, còn gì nữa? Có khai phát hay không mình không biết, người ta bảo là tất cả những hành động đâu, người ta bảo chỉ mỗi cái này đâu, nó có trong đấy là được, công nhận năm. Nên đáp án chính xác phải là số mấy? Số 2. Đó. Mình dịch cho rồi nhá, đúng không? Như đến cái bước tiếp theo, cái bước quan trọng nhất đó là chúng ta dịch bốn đáp án để chúng ta ghép nó vào. Và tất cả cái việc mà nó tạo ra những đáp án sai ấy, nó sẽ lấy một cái phần nội dung đó trên cái câu mình vừa chọn ấy, đúng không? Trên cái bài mình dịch ấy, để đưa xuống thành đáp án, nhưng tất nhiên nó biến đổi đi, mà chỉ khác một chỗ thôi là sai rồi. Ừ, đúng là có kỹ thuật như câu 4 rất nhiều bạn chọn. Ừ, đúng là có kỹ thuật, đúng là có khai phát, đúng là có sự hiệp lực, nhưng khi chúng ta ghép vào với nhau thì nó lại không còn như thế nữa, đúng không? Minasang và Kademas có, đúng không? Đấy, vậy hôm nay chúng ta điểm qua một chút N3 và mình thấy là cũng hơi trông chênh đấy, đúng không? Những bạn đang ngồi học với Sensei ở đây thì không biết là các bạn đang tự học hay là trong quá trình đấy các bạn có hướng dẫn chưa? Đã học kỹ chưa? Thì mình thấy đang khá là trông chênh cả về phần ngữ pháp, đúng không? Đó, rồi và phần đọc hiểu nó rất lười đọc, rất ngại đọc. Đó, bệnh chung của tất cả các bạn học viên rồi đúng không? Khi học tiếng Nhật rồi đúng không? Nhìn toàn chữ run dế là ngại rồi đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn sẽ thấy là N3 mà chưa chỉ đọc lên N2, cái tờ lít nó dài ơi là dài đúng không, phần bài tập rất nhiều là sẽ cảm thấy rất là hoang mang luôn đấy ạ. Bốn thì chưa đủ mà sai luôn ý, chứ mình chưa đủ đâu, công nhận không? Một cái là gì, những cái kỹ thuật để gì đây đúng không, để làm sao sử dụng nước một cái hữu hiệu đúng không đã, mà một cái lại bảo là tạo ra nước an toàn thì không có nha, sai hẳn luôn đấy, chưa đủ là còn không đúng luôn đấy, đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn trong những buổi livestream tiếp theo nhé. Chúng mình sẽ hẹn vào những cái lịch thứ hai và thứ sáu hàng tuần nhé. Mình sẽ cùng livestream N3 với các bạn. Đúng không ạ? Hai minasan, otsukaresama desu.